dự báo giá cà phê ngày 23 tháng 7 năm 2024, tiếp đã tăng phi mã chưa có điểm dừng. Cập nhật giá cà phê thế giới vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024 theo giờ Việt Nam trên sàn giao dịch London. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024 trên sàn London ở mức 4.489 đô la mỗi tấn, giảm 41 đô la so với đầu phiên giao dịch kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 4.325 đô la mỗi tấn, giảm 30 đô la. Kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2025 là 4.131 đô la mỗi tấn, giảm 33 đô la và kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2025 là 3.975 đô la mỗi tấn, giảm 27 đô la. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 237.7 cent qua giảm 0.5 centa so với đầu phiên, kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 235.95 centa, giảm 0.75 centa, kỳ giao hàng tháng 3 năm 2024 là 234.1 centa, giảm 0.85 centa và kỳ giao hàng tháng 5 năm 2025 là 21.0 centa giảm 0.95 centa Giá cà phê Arabica Brazil hôm nay vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024 giảm nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 299.5 đô la tấn giảm 2.25%, kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 292.8 đô la tấn giảm 0.07%.

nhanh hơn mức 66% vào cùng thời điểm năm ngoái và nhanh hơn mức bình quân đam năm là 70%. Những cơn mưa gần đây ở Brazil đã giúp tăng ẩm độ trong những vùng trồng chính làm giảm lo ngại về tác động của hạn hán. Vào thứ hai tuần trước, cơ quan khí tượng Somamete Oroloja cho rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 4,6, nhiều hơn gấp 3 lần mức trung bình trong lịch sử. Theo các chuyên gia, điều đáng ngại nhất và cũng sẽ tác động đối với giá cà phê nhiều nhất lúc này chính là những đợt thanh lý vị thế mua mà các quỹ và đầu cơ sẽ thực hiện trong tương lai. Mỗi lần như thế giá cà phê sẽ sụt giảm rất mạnh cho đến khi có một thông tin gì mới tác động lên. Thời gian tới, thông tin tích cực mà thị trường chờ đợi đó là động thái giảm lãi suất của Fed. Đồng USD sẽ sẽ giúp các sàn hàng hóa tăng trở lại. Fed sẽ họp vào ngày 30 đến ngày 31 tháng 7 tới nhưng các nhà đầu tư đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp này là rất thấp. Họ cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng 9, với mức giảm 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất đối với thị trường và cũng sẽ tác động đối với giá cà phê nhiều nhất lúc này chính là những đợt thanh lý vị thế mua mà những nguồn vốn và nhà đầu cơ sẽ thực hiện trong tương lai. Sự chực chờ thanh lý vị thế mua trước những diễn biến nhìn thấy trước sẽ là một chu kỳ giảm ngắn và trung hạn cho giá cà phê. Mỗi lần như thế giá cà phê sẽ sụt giảm rất mạnh cho đến khi có một thông tin gì mới mẻ tác động lên. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 893.820 tấn cà phê đi 37 thị trường, thu về 3,1 tỷ đô la giảm 11,4% về lượng nhưng tăng 33,2% về trị giá. Giá cà phê xuất khẩu trung bình của Việt Nam nửa đầu năm 2024 đạt 3.569,3 đô la mỗi tấn tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Hungary là thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam có giá trung bình cao nhất với 6.821 đô la mỗi tấn, đứng sau là Israel với 6.099 đô la tấn. Tại mức 5.000 đô la, Việt Nam ghi nhận xuất khẩu cà phê sang Ba Lan đạt giá trung bình là 5.586 đô la tấn và Lào với 5.314 đô la tấn. Việt Nam xuất khẩu cà phê nhiều nhất sang Đức trong 6 tháng với kim ngạch đạt 383 triệu đô la tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là Italia với 276 triệu đô la tăng 37%, Nhật Bản với 238 triệu đô la tăng 47%, Tây Ban Nha với 236 triệu đô la tăng 82%. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024 như sau theo trang về đốt về đốt về nước già cáp hè còn giá cà phê trong nước tăng nhẹ 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua nằm trong khoảng 127.000 đến 127.600 đồng kg hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 127.400 đồng mỗi kg giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông Đắk Lắk là 127.600 đồng kg cụ thể giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai Chiêu Prong là 127.500 đồng ở Pleiku và La Grai cùng giá 127.400 đồng mỗi kg, tại tỉnh Con Tum ở mức giá 127.500 đồng mỗi kg, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 127.600 đồng kg, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 127.000 đồng kg. Giá cà phê hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Ở huyện cư em ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 127.600 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Yai Hạc Lèo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 127.500 đồng kg. Dự báo giá cà phê ngày 23 tháng 7 năm 2024 tại thị trường trong nước tiếp đà tăng. Theo giới phân tích, diễn biến thị trường cho thấy giá cà phê dường như đã tìm được đỉnh điểm của nó, giá bắp bên. Tăng giảm xoay quanh mốc 4.500 đô la mỗi khi có thông tin cơ bản tác động.